Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình BB Bắp cùng với những bé Bắp thân yêu. Bây giờ thì Bắp đang gói lại những món quà, một món cuối cùng. Và đây là cái cây thông Noel ở nhà chị của Bắp. Và ở đây là toàn là quà Bắp gói thôi đó các bạn. Đây là cây thông Noel ở nhà, bên kia là nút vàng nút bạc của mình, ba cái nút bạc cái nút vàng. Cuối cùng cũng xong hết tất cả các quà. Quà to, quà nhỏ thì mình bỏ nút góc ở trong đây, lẫn lộn ở trong đây nè các bạn. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Christmas memories. Oh oh,
đâu mà bắt đặng chắc thiệt á. I am good girl. Good girl. I am a good girl. I am good girl. Đây em, Út đang quay. Thấy bộ bố. Không, Út quay cái mặt thôi. Ok. Cái nào trước? Cái này trước đi. Ok. Con mới mở bình thường. Con không có quay được hết các bạn. Không, cái lúc người ta dán cực khổ lắm. Không sao, không sao. Không sao. What is this? Self care. Self care. Cái này bắt gói tặng đi nè, hai món. Giấy tờ tờ nha. White shrimp. Tina đến Tina cần làm trắng răng. Đây là vô đúng cái món của Tina cần làm trắng răng. Ở đây còn một món nữa. Bỏ mua rồi. Bỏ mua rồi hả? Bỏ mua rồi. Xa thêm, xa thêm. From book Tina. Đâu quay bò kìa. Bò đúng mà. Vô 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 vô, nhí đợi từ từ mở bà Út nha, quay qua nhí nữa. Wow, ai tặng đồng hồ vậy? Wow, dễ thương nhỉ? What is this? Quá chị đừng để tính luôn. Thấy sợ. Wow. Mấy lớp vậy Út? Necklace với lại bông tai là một set của nó. Oh, I love it. You love it. You love it. Oh, mày không biết tin là thích không? Oh, đẹp không? Yeah, đẹp. Love it. Để cái chỗ kia này. Ủa, đừng nói bây giờ giống vậy. Mình cần ốc hương, mình chơi ốc kia khác. Ồ. Đưa đây nè. Ủa, giống các mẹ chọn cái ốc luôn á. Yeah, mẹ có đưa không? Mẹ không có đưa. Matching. Tại mẹ sợ cái mồ hôi của ốc nó đen, nó sẽ ra màu đen. Thank you. Well, welcome. Con love it. Con gửi quà của ốc đen. What? Wow. Oh yeah. Wow. Dễ thương vậy. Dễ thương. Còn lại xé luôn mà. Bố mẹ chặt cho bà ngoại luôn hả? Dạ, bố mẹ đặt cho bà ngoại. Dừa không? Dừa không? Lá dừa đúng không? Dừa chứ. Dừa y đúng không? Dạ. Rồi, mở quà ốc đi. Oh wow. Con nghĩ là con cần con đi kiếm con dao của con. Con nghĩ là con nên đi kiếm con dao của con. Nè nè, con nắm cái dao cho kiếm thôi. Phụ nữa các bạn tặng quà mà còn mở phụ nữa. Trời. Ủa, cái kéo của người ta. Dạ. Dây chuyền chị bắt tặng mắt. Con tặng nó gói mệt dữ. Mở ra coi thế nào. Dòng hổ hả? Dòng tay. Trời ơi, nữ tính luôn á con nhí. Dòng hổ hai sẽ kiếm cho con một cái áo đồng màu hồng. Thế sao? Thì nó thích màu xanh. Sao ở đây nó có cái màu xanh lá cây con thích nè. Dễ thương quá à. Đeo thử luôn, đeo luôn. Đứng đây, đeo qua đi. Đẹp quá thế đó. Dễ thương quá. Đẹp quá hồ. Nè, tặng nè. Không đẹp chưa ly. Không có canh lên tivi. Đeo sao? Khoan, cái này đeo sao? Khoan, đứng hình mất 5 giây. Đó, nó này, nó hết đó, bởi không biết là thích sao. Nếu đó chưa có khớp. Ờ, nói chung là khớp lại vậy đó. Thích không? Dừa. Dạ thích. Ú, dừa luôn. Cái này? Có bốn lá luôn. Giá yeah. À? Nó cào trong cái tay nó tại sao nhớ không bị chạy. Ồ, ai tặng vậy? Ồ, con trai tặng hả? Bên tặng với Hương nhỉ? Ủa em đưa lộn quà hả? Em đưa lộn quà hả ta? Có lộn. Sao chị Trang xong bé? À lộn lộn, cái này mới là em tặng chị. Cái này là quà chị tặng em. Cái quà chị. Ừ, cho xin lại cái hộp đi. Ơi,
dầu thơm rồi đó. Chưa, bữa nó lạnh. Như trong phim hàng vậy. Mình thích không? Chị thích thì đổi cái khác. Mình suy nghĩ nha. Được rồi. Không, bận vậy là bự rồi, đừng bự nữa xấu á. Tại vì con đang bận áo trong hơi bị rộng á. Cái này là tặng quà và theo yêu cầu. Cái này là bắt tặng cho ông kệ nè các bạn. Cái này theo yêu cầu. Dạ các bạn nó đẹp. Thường thường nghe người ta nói tặng cái bóp phải bỏ trong đó hết giờ người ta dằn túi nữa. Em quên giờ mới biết. chị dâu. Sao mà nó bí ẩn thế? À tôi nói bé tặng á. Sao gỡ? Bé tặng không á. Nè bé tặng cho anh là ủ ấm luôn. Dạ bữa nó chơi lạnh tháng 1 rồi nó bận nha. Giờ đang lạnh nè. Hồi nãy hơn con tặng cho cái áo khoác cho Hồng dành áo kia mời. Mai cục kho đó chị hai. Mai cục kho đó áo của tặng chị hai. Cái áo này đó, cái áo này chị bận chị cột quá nhìn đẹp lắm á. Ủa mà vừa không? Vừa. Có tặng cái áo cho chị với lại anh. Mình đây một cái nữa. Cái này cô Kim hay cô Ủa Phan? Con, cái này con tặng mẹ. Ủa nó đặt cửa xe hả? Mở rồi để cửa bạn. Để bao quên cửa xe nha. Ôi kìa bé. Bánh tư cho bánh ra. Bé. Nè. Tao đúng không ha? Cảm ơn ông. Bác thân nó dài quá. Không cần. Cái này gì đây? Cái gì vậy anh gái? Chút ba miếng nha. Có bộ kem á hả? Phải không? Bộ kem mẹ thích à? Mới. Kém em. Đó, đẹp chưa? Nguyên một bộ mẹ thích á. Rồi. Nãy giờ quay bằng cái kia nó mờ. Cái này mua ở Sách Thanh. Mọi người nhìn mình nè. Lớn nè. Mà ngại cho trời. Cái đạp như không ai mới. Nhưng bên kia đâu quá mình ngại. Ở bên kia là nhà bếp đang nhậu các bạn ơi. Đó. Mình ở bên đây mình quay đập. Mình ở bên đây mình sẽ. Anh nói kia nhậu với ba đi. Em mở quà đi, tại vì anh không biết trong cái quà mà anh mua cho em là anh tặng cho em cái gì đó. Cho nên là anh sẽ là cái người giống như kiểu mà ngạc nhiên đó. Anh Thảo á là tặng quà cho bắp nhưng mà không biết mua cái gì cho nên. Ê, vậy là đúng là phải để anh mở á, đâu để em mở được. Không, cái quà mà em mua, cái quà mà anh tặng em mà anh đưa tiền để em tự mua anh tặng em á. Nói chung thì, á là vậy nè các bạn. Thì bắp cái quà thì bắp order online. Bắp order online, bắp không biết nó về, bắp biết nó là món gì nhưng bắp không biết ngoài đời nó nhìn như thế nào. Nói chung là như vậy nè. Cái quà là mình mua cho bắp
mình cũng chưa biết là tặng cái gì, mà cái quà bắp mua cho mình còn càng không biết nó là cái gì nữa. Ê, vậy là tính ra em để anh mở hết luôn đi. Anh tham quá hay sao? Sao anh đỏ chét vậy? Hả? Rượu bia quá trời đây em, cả rượu và bia luôn đi, em. Đi, em mở quà. Đây là... Xúc. Và đây là... Có một cái gói là hồi nãy là bắp có quay một cái video. Ôi, bưng nào các bạn. Thu hoạch hơi bị dữ nha, được lì xì nhiều tiền lắm á. 300 đô luôn á các bạn. Hồi nãy thì bắp lại có quay một cái video để mà ăn mừng Noel, ăn mừng Giáng sinh rồi đó, mở quà tất cả các thứ rồi, thì cái video này bắp sẽ quay để mà mở quà riêng những cái quà mà bắp được nhận trong cái ngày lễ Giáng sinh. Đầu tiên là bắp có lì xì. Lì xì tầm khoảng chừng 130 đô á các bạn. Và cái tiếp nữa thì chúng ta sẽ có những cái món quà. Không được rồi. Cái này nó đập vô trong đây. Hồi bữa bị một lần rồi, cái bông tai của bắp đập vô trong đây các bạn nghe bị khó chịu lắm, cho nên bắp mở một bên bông tai ra. Hy vọng là một lát không có bị quên mất luôn cái bông tai đó. Thì có một cái quà này. Cái giày Michael Kors của chị dâu bắp tặng cho bắp. Cái này cũng là chị bắp không có biết là bắp thích cái gì cho nên bắp mua, xong rồi chị bắp sẽ đưa lại tiền cho bắp. Thì cái giày này nó sale các bạn. Và bắp cực kỳ thích cái này luôn, bắp có một đôi như vậy rồi nhưng mà màu trắng. Bắp thích đến độ là bắp mua thêm một cái đôi màu đen. Đây là cái đôi mà bắp đã có rồi và bắp cực kỳ thích luôn. Nhưng mà cái đôi này thì mang nó hơi bị kén quần áo á, cho nên được tặng quà Giáng sinh thì bắp sẽ mua thêm một cái đôi màu đen này thì mình sẽ có thể mang thường xuyên hơn. Nói như vậy thôi, bắp biết là quà là như vậy nhưng bắp chả biết là mở mang vô nó có vừa chân hay không nữa. Thì đúng là cái đôi này bắp mang size 5.5, thì đôi này bắp cũng mua size 5.5, hy vọng là nó sẽ vừa. Bây giờ thì bắp sẽ mang vô nha. Hồi nãy ấy, bắp đưa lộn quà cho chị dâu bắp, thế thành ra chị mở ra luôn chứ không là đúng là bắp sẽ mở á, và bắp cũng là người gói luôn các bạn. Giờ thì sẽ mang thử nha. Hai cái này lên nhìn cao lắm các bạn, bởi vì cái đế nó nguyên một khúc dày mà. Vậy ta đang thử đồ anh này. Bây giờ lại coi coi mình tặng cho nó cái gì. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi mua gì tặng mình còn nhớ. Em đâu có mua đâu mà em biết. Từ từ em đang mở quà từ. Đây là một đôi. Trời trời cái gì đây trời. Cái đôi này em thích mà. Anh làm sao vậy? Sao nhìn nó nặng nề thế? Em thích hả? Đau sỏ gì thử coi vừa không mà thích. Em mang vừa. You sure? Em mang rồi. You sure? Vừa. Đâu thử anh coi liền đi. Em mới vừa thử luôn, anh kêu em đừng có đứng dậy, kêu em ngồi xuống. À là mới đứng lên sỏ vô hả? Em cảm thấy mệt mỏi với anh quá. Cái đôi giày có nhí quá vậy? No. Ê cái này mặn váy đẹp nè. Em thích mà. Quay. Váy đẹp á chị hai. Giày này em thích mà. Này gì Michael Kors luôn á hả? Michael Kors. Giống này luôn, khác màu thôi vậy. Dạ. Yeah. Đổi gì nữa? Đâu quà anh đâu? Có mấy quà gì của anh vậy? Anh có muốn mở quà không? Anh muốn mở quà bây giờ chưa hay là muốn lại chơi xíu rồi anh lại đây mở quà? À tí nữa. Đây là quà bắp được. Ô. Gì ủa tí nè, tặng cho bắp. Yeah. Cool. Ê, em mở mà Tina nó surprise. Màu này thôi, màu này nha. Dạ. Của Tina tặng cho bắp. Tự nhiên bắp mở quà mà các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn nè, xung quanh bắp nè. Trời ơi. Em thích một kiểu, em cái đôi đó đi đâu mới mang, lại cái này nó kén quần áo. Không, ở trên sách đen ở dưới mang giày trắng. Còn cái này thì không có kén quần áo, đi đâu mang cũng được. Rồi bây giờ thì... Hả? Dạ, 5.5. Bây giờ thì mở quà nha. Đi xa đau chân á. Giày này đẹp nhưng mà đau chân các bạn, nhưng mà thích quá. Nặng nữa. Nhưng mà thích quá. Bỏ quà. Hả? Tuy này kêu bắp đáng là có gì trong đây. Các bạn thông cảm nha, mọi người bên kia đang nhậu cho nó hơi ồn. Pin này là của đồ nội y mà. Đồ nội y, quần áo.
No, nó cứng cứng. Nó cứng cứng. Út nghĩ là bông tai. Tại Út lấy thế nào Út thích bông tai. Phải không? Make up. Ben nói kêu là make up. Mọi người ở đằng kia. Cái gì vậy? Ben nói đúng. Wow. Cái gì vậy? Wow. Bảng màu, bảng mắt. Yeah. Bảng màu này nè. Ủa thế nào chưa biết trong luôn hả? Thế nào mua thế nào chưa biết. Ủa cái bảng màu này rất là dễ xài luôn nè. Xài hàng ngày luôn nè, rất là dễ thương luôn nè. Có thích mấy cái màu này nè các bạn. Màu mà nhũ 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 á. Không, không có mùi. Born this way. Nó còn có ở đây, nó khắc chữ nè. Nó khắc chữ đây, nó khắc chữ đây nè. Xịn 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 xịn. Ồ, gương nhìn rõ lắm luôn. Xịn xịn xịn. Thank you Tina. Thank you. Ủa, còn nữa hả? Khoan khoan khoan. Mẹ nó đó. Mẹ nó đó. Dễ thương quá vậy. Yeah. Ủa thích cái này. Mở ra đeo, mở ra đeo. Uống ít thôi. Uống ít thôi. Uống ít thôi. Út có một cái dây chuyền, Út có một cái bông tai, nó hình tròn tròn. Cái này là cái sợi dây chuyền mà chị của Bắp tặng. Chị Bắp tặng này các bạn. Cái này là sợi dây chuyền của Tina tặng. Đeo lên hết, cái này được quà gì là đeo lên hết. Cho em gửi quà, bây giờ chị Hai ngồi nhìn đắm đuối. Út thích cái dây chuyền nó ngắn vậy nè. Đeo hai cái luôn. Thank you Tina, còn nữa không, còn nữa không? Ủa còn nữa luôn á hả? À, Starbucks. Thank you Tina, tặng Út nhiều quà bây giờ. Gift card Starbucks. Hả? Dạ, Penguin. Penguin, hai con Penguin. Con này đang trực ván, con này đang nghe nhạc. Thank you Tina, I love you. Hết rồi. Kế tiếp. Kế tiếp là quà của chị Hai. Chị Hai Bắp vừa mới đi tắm luôn. Coi nãy giờ. Bây giờ Bắp sẽ mở quà của chị Hai Bắp. Chị Hai Bắp tặng cho bác sĩ dây chuyền này. Rồi còn quà ở đây nữa. Mười bên nó nói gì không hiểu hết các bạn. Michael Kors. Giày hả? Giày. Thường thường Michael Kors là giày. Cái vỏ, cái hộp đó là Michael Kors, còn cái vỏ là của là vỏ hả? Kate Spade, New York. Wow. Dễ thương chưa? Này bận đầm mang nè, dễ thương nè. Bận đầm hoặc là mình đi tiệc mình mang cũng rất là dễ thương luôn. Cái này là bắt chị có đi tiệc có hoặc là đi chơi gì buổi tối mang thấy các bạn. Ồn quá. Bên kia ổn, bên kia ổn. Còn cái này nữa, được hai quà nữa. À, cái đồ cài áo. Cái đồ cài áo. Nãy giờ biết các bạn có nghe ồn lắm luôn đúng không? Bên kia mấy người nhậu người ta nói chuyện lớn lắm. Một món quà cuối cùng là cái món quà mà nãy tới giờ Hảo cứ nói là Hảo tặng cho Bắp mà Hảo không biết là quà gì á các bạn. Bắp cũng không biết là quà gì luôn. Lúc mà mua về á là người ta đưa nguyên cái hộp như vậy nè. Thì Bắp gói lại luôn. Cái này là Bắp tự gói tặng Bắp luôn á các bạn, không quên Hảo tặng. Thì Bắp gói lại luôn. Các bạn thông cảm nha mọi người à. Hôm nay vui quá cho nên mọi người nhậu rồi. Các bạn biết những cái người nhậu người ta nói chuyện rất là lớn tiếng cho nên hơi bị ồn, cho nên các bạn thông cảm nha. Ở đây là quà mà anh Hảo tặng cho Bắp và Bắp cũng không biết ở trong đó là sao luôn. Cái vỏ thì Bắp rất là thích bởi vì cái vỏ đó Bắp sau này Bắp sẽ đi ra ngoài Bắp đựng được nhiều đồ để mà làm việc á, đựng iPad nè,
đựng mấy cái mic để mà ghi âm á, bỏ ở trong vỏ, rồi những cái cây tripod để mà đựng camera, nói chung là đựng đồ ở trong đó, mình đi ra ngoài mình đựng thì nó sẽ rất là tiện. Khi mà mình đi quay thì mình sẽ mang cái vỏ đó rất là tiện luôn. Mà hồi nãy á, đó là lên phòng bắt quay cho đỡ ồn, nhưng mà trên phòng bắt không có cái background cây thông để cho cái mùi Noel đó các bạn. Cháu không biết nãy giờ nói các bạn có nghe không á, ồn quá. Ở đây nha. Ủa? Cái quà này Út gói nó tặng cho chú Hảo. Út mở lộn. Út mở lộn quà rồi các bạn. Quà này bóc gói để bóc tặng cho anh Hảo. Vậy là cái quà kia. Em mở lộn quà của anh rồi. Bác phải nhìn lại coi cái nào của bác. Mới vậy. Đây, đây là, đây mới chính là cái hộp quà đó đó các bạn. Tại vì để là from to cứ Thảo với bé rồi đọc lộn, cái thành ra là đây là cái quà của bác nè, cái quà cuối cùng. Ở bên kia xịn lắm rồi, mấy người bên kia xịn lắm rồi. Bên kia xịn lắm rồi các bạn ơi, mọi người bên kia vui quá xịn lắm rồi. Cái này á hồi bữa bắt mua nó on sale các bạn, mà hồi bữa là Thanksgiving Black Friday á nó sale lớn lắm, nó còn có 350 thôi, trời nó sale khủng khiếp. Bây giờ nó vẫn sale nhưng mà nó không có sale nhiều bằng như vậy. Bây giờ nó cỡ còn 400 mấy á. Này bắt mua là 350. Cái vỏ bự. Cái vỏ bự. Cái vỏ này là vỏ bự, bắt chưa có vỏ bự, chỉ có vỏ nhỏ vừa vừa thôi. Ờ không, bắp hơi bị lố rồi, cái giá gốc của nó có 700 thôi, 698, 700. Tory Burch. Mở ra nha các bạn. Trong đầu cứ linh linh là nó nhiều lắm, nó sale dữ lắm, nó có 700 thôi, giá gốc của nó có 700 thôi. Đây là cái mặt ở đằng trước, nãy giờ các bạn coi cái mặt ở đằng sau. Em đi quay á, em mang theo. Sorry bro. Ông ra mà là ông đi quay á, ông đi quay đồ, ông bỏ đồ nhiều đồ vô trong đây á. Út mang. Dạ, dạ. Dạ, quay sát luôn ạ. À? Dạ, mình quay gần á, nó bự á cô. Đây hốt hội. Trời, em cái vỏ đó hả? Em thích mà. À, em lấy cái vỏ này em làm cái gì? Em thích. Còn lại Tory Burch nữa. Oh my god. Em thích mà. Nhưng mà lấy cái vỏ này để làm cái gì, đi chợ hay sao? Em đi hốt hội. Đây trước đó giờ cái nào cái nào. Dạ dạ con. Dạ của con. Đẹp quá ha. Có vợ con. Hả? Sao ai cũng thắc mắc. Ai cũng thắc mắc về cái vỏ này của bác vậy? Sao ai đẹp mà ai cũng thắc mắc hết vậy. Gì? Ta-da. Trời ơi, nãy giờ mọi người. Mọi người bên kia nhậu tới giờ luôn á. Thảo đang bị ép uống rồi. Uống hết nổi rồi. Thảo uống hết nổi rồi. Và bắp đã hết quà rồi các bạn, một hồi nữa tới phiên Thảo.
sẽ khui quà của Thảo và quay lại cái reaction cho Thảo nhận quà nha. Mà không biết hồi nữa Thảo có còn tỉnh táo để mà mở quà hay không nữa. Thôi tới bây giờ thì tạm thời Bắp dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn lại các bạn ở video kế nha. Các bạn ơi, lục lục một hồi sót lại một gói mình chưa mở. Hèn chi nói hôm nay sao anh mình không tặng quà cho mình, thì ra là sót. Sót các bạn ơi, bây giờ mình xin mở ra nha. Đây là quà của anh trai. Wow. Hy vọng là cái vỏ, cái ruột cũng là cái ruột của Dior. Wow, Dior. Không, mà cái ruột gì mới là quan trọng. Đúng hả? Dạ cho con. Dạ. Cái chai hôm bữa mình đi mình thử đi nè. Body milk. Cái này là chắc lotion dưỡng da. Bác thì không có xài lotion. Không, mùi khác, mùi trang chai khác. Sẽ thử. Thơm á. Thơm á. Nhưng mà cái hộp đẹp quá. Cái hộp đẹp quá, cái hộp đẹp quá. Dạ hộp thiệu, hộp đẹp. Hộp chất lượng, tôi giữ lại hộp. Ủa, quà đâu? Quà đâu? Chúng ta có hai cái quà lận á. Gia đình bốn người bốn hộp quà đổi lại lấy có món quà lỗ quá. Nguyên tại cái gì? Tại cái gì? Mình quét nguyên một bọc quà cũng vào Noel luôn. Ra đợi anh Thảo một hồi nữa, anh Thảo sẽ mở quà cho anh Thảo.